được phân công đi đổ tiền lẻ về để đánh bài trong lúc uống rượu, nếu có người chửi thề sẽ bị phạt tiền. Chẳng những không đổi được tiền mà còn bị bạn nhậu chém trọng thương. Ngày 25 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang cho biết đang hoàn tất hồ sơ chuyển viện kiểm sát, đề nghị truy tố danh Triệu Anh, sinh năm 1995, ngụ xã An Minh Bắc, U Minh Thượng, về tội cố ý gây thương tích. Nạn nhân trong vụ án này là Lý Văn Khá, sinh năm 1993, là bạn nhậu của anh. Theo kết quả điều tra vào tối ngày 3 tháng 12 năm 2020, danh Triệu Anh nhậu cùng 4 người khác tại nhà bạn ở ấp Trung Đoàn, xã An Minh Bắc. Trong đó có Lý Văn Khá. Nhậu được một lúc thì cả nhóm chuyển sang đánh bài uống rượu và giao kèo, người nào chửi thề là bỏ ra 2.000 đồng vào dĩa để mua rượu uống. Chơi được 2 đến 3 ván bài thì danh Triệu Anh kêu Khá đi ra chợ đổi tiền lẻ, loại 2.000 đồng để nếu có thua thì có tiền bỏ vào đĩa. Triệu Anh đưa cho Khá 200.000 đồng và nhờ Khá đổi ra tiền lễ dùm. Khá nhận tiền và đi, khoảng 10 phút sau Khá quay lại trên bàn cầm bọc bún và đưa lại cho Triệu Anh 175.000 đồng. Không lấy được tiền lễ mà lại bị mất 25.000 nên Triệu Anh xảy ra cử cãi với Khá, Thì được mọi người can ngăn. Trong lúc nóng giận thì thấy người bạn đứng gần đó cầm cây dao nên Triệu Anh giật lấy rồi rượt chém nhiều nhát vào người làm Khá bị thương tật 36%. Sau khi kết luận giám định thương tật của bị hại, đến tháng 5 năm 2021, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện U Minh Thượng đã bắt giam Triều Anh về tội cố ý gây thương tích cho đến nay.